Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình quay hai chiếc xe nha. Thì chiếc bên tay trái của mình, bên tay trái màn ảnh nhỏ của mình là chiếc Sirius 110 bình xăng con. Và một chiếc bên tay phải bên màn ảnh nhỏ là chiếc Venpha 110 của bình xăng con nha cả nhà. Hôm nay mình cùng so sánh hai em nó có điểm nào giống nhau và điểm nào khác nhau không nha. Rồi một chút mình sẽ cho cả nhà xem cái bảng đồng hồ của em nó nha, các em nào km nhiều hơn nha. Và nghe tiếng máy của em nào im hơn nha. Rồi. Thì mình có vài lời chia sẻ nha cả nhà. Không phải là mình khen hãng nào, mình chê hãng nào nha. Chiếc xe nào ngon thì mình nói ngon, chiếc xe nào không ngon thì mình nói không ngon nha cả nhà. Mình nói là nói rõ ràng, có trải nghiệm thực tế đàng hoàng nha. Rồi, mong cả nhà thông cảm nha. Thì clip này mình sẽ quay em nó. Mình sẽ test hai tiếng máy em nó nổ guarantee như thế nào ha. Rồi. Xin mời cả nhà cùng vô ngoại hình em nó với mình nha. Rồi. Thì ngoại hình em nó là đèn đuốc đồ là giống nhau nha cả nhà. Đèn halogen nha, halogen nha. Chứ không đèn nào đèn led hết á. Rồi, cả nhà cùng quay một vòng em đó nha. Thì đây ngoại hình em đó này, thấy không? Hai em nó là ngang nhau nha cả nhà. Rồi, mình cùng so sánh nha, dàn chân nha. Thì bánh thì mình không nói nha cả nhà, bánh thì chiếc Venpha là nó là bánh bánh mâm rồi, ủa bánh cầm rồi, bánh cầm thắng đùm rồi. Còn chiếc CS thì bánh mâm thắng đĩa nha, bánh thì mình không nói, mình nói chi tiết ha, bỏ bánh nha. Thì cái phuộc của chiếc Venpha này ha, cả nhà thấy không? Nó có kẽ hở chỗ này nha, chỗ này nó không có miếng che, không có miếng che ở dưới này, nó chỉ tới miếng che nó chỉ tới đây thôi nha. Nè, bên đây ha. Đây thì phục trước cái Venpha này nha cả nhà. Cả nhà nhìn kỹ nha. Đây. Ok. Rồi, cả nhà qua cái phục của Sirius nha. Thì cái phục Sirius thì nó làm bít luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Một cái miếng che ở trên nó bít xuống tới dưới này luôn. Thì bít như vậy á. Nè, cả nhà thấy không? Hai bên nè. Nè, cả nhà bên đây bít luôn nha cả nhà. Cái này che bít luôn nha, về che bít luôn. Thì bít như vậy thì bụi bặm cát đồ nó không có vô nha cả nhà. Trời mưa mình chạy nó không có bắn vô ha, cái bánh nó cuốn không có cuốn vô ha. Thì nó hở như vậy. Hở như vậy thì rất là dở nha cả nhà. Nè cả nhà thấy cát nó cuốn vô ha. Nó cuốn vô thì nó làm cho sẽ xì phốt nha, sọc ti nha cả nhà. Thì xì nhớt đó, nó kêu mình xì phục ha. Ok. Hai cái điểm này là thấy là chiếc CS ăn nha cả nhà. Thấy còn nói gì cái bẩn. Cái bẩn thì chiếc Venpha nó có một cái cây. Cái cây bắt ngang nha, bắt cái bẩn đó cả nhà thấy không? Rồi. Bên đây cũng vậy. Cái cây đó nó chạy liền qua nó bắt cái bẩn nè ha, cả nhà thấy không? Thì cái bẩn rất là im nha. Không lắc. Không lắc thôi nha, chứ dàn dàn nhựa của chiếc Venpha là nó tệ nha cả nhà, nó ghè ghè nè, thấy không? Cả nhà thấy không? Còn Sirius là không có bắt nha, để tự nhiên. Nhưng mà cũng cứng nha. Có độ đàn hồi nhẹ. Ha. Có Sirius có bắt trong cả nhà, nè. Ha, có ốc bắt trong đó. Cả nhà thấy không? Có bắt. Thì hai này bằng nhau nha cả nhà. Rồi. Cả nhà cũng có cái đồng hồ em đó nha. Rồi, test đồng hồ đi. Nè, chiếc CS là 46.800
98 km nha. Ok. Rồi qua chiếc Wenfa nha cả nhà. Wenfa thì mới có 11.000 thôi nha. 11.087 cây à. Hơn 11.000 chút. Rồi, một hồi cho cả nhà nghe tiếng máy em nói nha. Thì mình sẽ xôi cốp nha cả nhà. Bây giờ mình xôi cái cốp của em nó đi. Của hai em nó như thế nào nha. Thì mình mở cốp nha cả nhà. Mở cốp chiếc Sirius trước nha. Đó, Sirius đây. Thì nước sơn đen bóng nha. Bình xăng rất là bóng nha. Thì cốp Sirius nè, cả nhà thấy không? Nhìn kỹ nha. Cả nhà nhìn kỹ đi. Nè. Chỗ này có một lỗ ha. Rồi cả nhà cùng qua cái cốp của chiếc Wenfa nha. Đây. Thì bình xăng của chiếc Wenfa thì nó dài hơn cả nhà, nó nhỏ. Nó nhỏ mà nó dài nè cả nhà thấy không? Nhỏ mà dài. Mình nghe làm như nó mỏng hơn cả nhà. Cái miếng nhôm này bình xăng này làm như nó mỏng hơn vậy đó. Mình nghe tiếng nó bon bon, nó là bạch bạch mà nó nhồi nhồi nè ha. Thì bình xăng Sirius chất lượng hơn nha. Nói về độ mỏng, độ hoàn thiện. Thì cái yên nè, cái yên của Wenfa nha. Thì chỗ này nó có một cái này nè. Thì nó chiếm cái không gian này, cái cốp tính ra vậy cái cốp nó nhỏ hơn của Sirius mà nó cạn hơn của Sirius nữa ha. Thì cốp Sirius thắng nha cả nhà. Nha. Nhưng mà ngược lại á, thì chiếc Wenfa nó có một cái này. Cái này đậy để bảo vệ cái cốp, đựng cho nước mưa đồ vô ha. Nè, cả nhà thấy cái gờ không? Cái này là chiếc Wenfa có nha, Sirius không có nha. Thì cả nhà biết, Sirius thì nó đơn giản lắm. Ha. Rồi, lốc máy của chiếc Wenfa thì nó màu nhám như cả nhà. Màu đen và đen nhám. Đèn nhám, đèn sần ha. Thì của Sirius là nó bóng nha cả nhà. Tương tự như màu bạc đó, màu nó gậm gậm xuống mà nó bóng nha. Ok. Thì mình sẽ làm một cái clip mình so sánh hai em này. Bây giờ là tới mình nổ máy nha cả nhà. Mình nổ tiếng máy cho cả nhà xem hai em nó cái em nào ngon nha. Rồi mình đẩy cái yên lại. Đẩy cái yên lại luôn. Mình nổ máy cho hai em này em nào ngon nha cả nhà. Thì một em là 46.000, nổ máy em 46.000 trước nha. Rồi nổ nha cả nhà. Rồi mình nổ máy em nó nữa nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho cả nhà nghe tiếng máy em nó nha. Tiếng máy em 46.000 cả nhà nghe kỹ nha. Rồi một hồi cả nhà qua nghe chiếc Wenfa 11.000 nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho mic vô cho cả nhà nghe nha. Thì cái mic mình kê gần cái mic này nó hút dữ lắm nha cả nhà. Tiếng động nhỏ nó cũng hút vô nữa nha. Thì mình biết mình đưa vô đây cái máy mình nó kêu hơi lớn đó. Tại cái mic này nó hút nha cả nhà. Cả nhà nghe kỹ nha rồi đánh giá nha. Rồi mình sẽ qua mâm lửa mình cho cả nhà nghe. Đây là mâm lửa nha cả nhà. Cả nhà nghe kỹ nha. Rồi mình cho cả nhà nghe cái tiếng bô em nói nha cả nhà. Đây là bô Sirius nè. Sirius này thì cái bô nó vậy nha cả nhà.
Còn nó ra đời sau này thì cái bô nó, cái đuôi nó rất là dài nha, nó dài mà nó cong xuống. Còn cái đời này thì cái bô nó ra lơi vậy nè ha. Rồi, bắt đầu mình qua chiếc nguyên pha nha cả nhà. Mình sẽ nổ máy cho nguyên pha cho cả nhà coi tiếng máy luôn nha, y gan chiếc xe út vậy đó. Rồi, đây. Rồi mình để gọi ngay cả nhà. Rồi bắt đầu cả nhà vô chi tiết cái máy của em quên pha 110 nha. Cả nhà nghe kỹ và tự đánh giá nha cả nhà. Mình thấy nó kêu hơi lớn hơn chiếc xe út nữa nha. Cả nhà nghe tiếng kêu tiếng gì không, mình không biết tiếng gì luôn á ha. Rồi ok, mình sẽ qua cái mâm lửa cho cả nhà nghe luôn nha. Đây mâm lửa nha cả nhà. Rồi mình sẽ ra cái bô, nghe tiếng bô em nói cho cả nhà nghe. Rồi xong rồi nghe cả nhà, mình xin tắt máy nha. Thì video clip mình quay hôm nay mình so sánh hai em nó ha, coi tiếng máy và ngoại hình em nó ha, và cốp em nó hầu như giống nhau hết cả nhà ha. Hai này đúng là đối thủ luôn đó, đối thủ của nhau. Thì cả nhà xem kênh mình nhớ cho mình một cái đăng ký nha, đăng ký và cho mình một like và nhấn cái chuông chia sẻ giúp mình ha, để mình có động lực làm video clip tiếp theo cho cả nhà xem ha. Thì mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi mình hẹn cả nhà lại gặp lại clip sau nha. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.